Chào các bạn, chào các em thân mến. Trong video này thầy sẽ hướng dẫn cho các em học bài số 3 trong sách chuyên đề vật lý 11 kết nối tri thức, thế hấp dẫn và thế năng hấp dẫn. Đầu tiên chúng ta nhắc lại về công của trọng lực. Một là công của trọng lực. Thầy xét đây là bề mặt của trái đất. Một cái vật có khối lượng M đặt tại điểm B và trượt trên một mặt phẳng nằm nghiêng không ma sát như hình vẽ đến một vị trí là điểm C. Vật trượt từ B đến C nghĩa là đã có một cái trọng lực, đã có lực thực hiện công cho vật. Trong trường hợp này chính là trọng lực. Trọng lực thì nó có phương thẳng đứng, chiều hướng về phía trái đất. Đây chính là cái đường đi của vật. Nhớ đây là đường đi của vật. Góc này là góc alpha, là góc tạo bởi trọng lực B và đường đi. Ở lớp 10 các em đã học được là công thức tính công. Công thì bằng F nhân cho S nhân cos alpha. S là đường đi, F là lực tác dụng vào vật. Alpha là góc tạo bởi cái vector lực và cái hướng chuyển động của vật. Cụ thể là alpha trong trường hợp này là vector lực B và hướng chuyển động từ B đến C, chính là góc alpha. Từ đây các em sẽ có được công trên đoạn BC. Công trên đoạn BC được tính bằng F, F ở đây chính là B, nhân S chính là BC và nhân cos alpha. Yeah. Trong đó các em lưu ý là cái BC nhân cos alpha thì chúng ta thấy rằng á, nếu từ BC thầy sẽ quẻ cái tam giác BDC như thế này. Vuông ở đây. Và cái phương của trọng lực nó nằm trên cái cạnh BD luôn nhé, là phương thẳng đứng đó. Lúc này chúng ta sẽ có là cos alpha bằng cạnh kề trong tam giác vuông, đó là BD chia cạnh huyền, chính là BC. Lúc này các em có thể dễ dàng thấy được BD chính là BC cos alpha. Vậy cái BC cos alpha này chính là bằng BD, bằng B nhân cho BD. Rõ ràng từ công thức này các em thấy rằng á, công của trọng lực mình tính nó ra nó bằng B nhân cho BD chứ không phải là bằng B phở này nhân cho BC. Mình sẽ được rút ra được kết luận là gì? Công của trọng lực này nó chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối theo phương của trọng lực thôi. Có nghĩa là cái điểm D này chính là hình chiếu của điểm C lên trên phương của trọng lực. Điểm D này là hình chiếu của C chiếu vuông góc lên á, thì gọi là hình chiếu lên trên phương của trọng lực. Do đó công của trọng lực nó chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối tính theo phương trọng lực thôi, mà nó không phụ thuộc vào đường đi. À, và cái D này á mình sẽ gọi nó là bằng đây. Cái vị trí C này gọi là HC. Chính là độ cao của cái vật so với mốc thế năng là mặt đất. Đây là HB. Do đó cái BD này chính là bằng HB trừ HC. Đây thầy sẽ bằng tiếp một bước nữa là bằng B, chính là M nhân G nhân cho HB trừ cho HC. Hoặc là các em có thể lấy HB trừ HD cũng được, tại vì HD nó bằng HC. Đấy. Chưa? Từ đây mình sẽ kết luận là gì? Công của trọng lực chỉ phụ thuộc vào vị trí đầu và vị trí cuối theo phương của trọng lực. Mà không phụ thuộc vào hình dạng đường đi. Mà không phụ thuộc vào đường đi. Trong trường hợp này đường đi chính là BC. Nó có đi theo hình dạng bất kỳ như thế nào chăng nữa thì công của trọng lực được tính ra theo tính theo phương trọng lực, chính là bằng B nhân BD, dù nó có chuyển động như thế nào chăng nữa. Đấy, đến đây thì điểm C đây mình chiếu lên đây, vị trí của nó chiếu lên đây trùng với điểm D này.
thì những cái lực như vậy người ta gọi là lực thế, những cái lực mà thực hiện công cho vật mà làm cho công của nó, công của trọng lực đó, công của nó chỉ phụ thuộc vào vị trí đầu, vị trí cuối thì người ta gọi là lực thế. À, vậy là lực có đặc điểm như trên thì gọi là lực thế, nên dẫn đến là lực mà có những đặc điểm như trên thì dẫn đến đó là lực thế. Chưa? Vậy là lực thế nó sẽ có thứ nhất là trọng lực, ngoài ra nó còn có thêm cái lực đàn hồi nữa kìa, ứng với thế năng đàn hồi đó, lực đàn hồi. Còn là trọng lực thì thế năng hấp dẫn. Và lực tiếp theo là các em chưa được học đó, lực tĩnh điện. Lực tĩnh điện là lực giữa các điện tích á, mình sẽ học ở học kỳ 2. Lực tĩnh điện đấy, đó là lực thế nha. Người ta hỏi là các em hãy lập luận để rút ra cái công thức 3.1, thì thầy cũng đã rút ra công thức 3.1 rồi này. Các em có thể nhân phá ngoặc ra thì là được MGHB trừ cho MGHC. Nếu mà vật chạm đất thì lúc này HC bằng 0. Vì thế mà thế năng trên đoạn BC chính là bằng thế năng bằng công của trọng lực luôn, chính là bằng MGHB. 2. Thế năng hấp dẫn. Thầy viết tắt là hấp dẫn nha. Rồi, chúng ta xét một vật có khối lượng M lớn, thì xung quanh vật M lớn này sẽ có một trường hấp dẫn, đúng không? Và một vật M nhỏ đặt trong trường hấp dẫn của M lớn. Và ngược lại, các em có thể hiểu rằng M lớn đang đặt trong trường hấp dẫn của M nhỏ. Lúc này hai vật này đang tương tác hấp dẫn với nhau bởi lực hấp dẫn. Được chưa? Thì người ta định nghĩa cái thế năng hấp dẫn như sau. Thế năng hấp dẫn của vật M nhỏ các em nhớ, là công thực hiện ha. Thế năng thì viết tắt nha, thế năng hấp dẫn chính là công thực hiện, là công thực hiện, là công thực hiện để dịch chuyển một vật để dịch chuyển một vật có khối lượng một vật với một vật đặt trong trường hấp dẫn, đặt trong trường hấp dẫn ra xa vô cùng. Đây, định nghĩa như sau này: thế năng hấp dẫn là công để thực hiện để đưa cái vật có khối lượng M nhỏ này đi ra xa vô cùng trong cái trường hấp dẫn. Ví dụ như M nhỏ đang đặt trong trường hấp dẫn của M lớn, vậy thế năng của cái vật M nhỏ này chính là bằng công để thực hiện đưa cái vật M nhỏ này này ra xa vô cùng, nghĩa là ra xa khỏi cái trường hấp dẫn của vật M nhỏ. Đó là khái niệm về thế năng hấp dẫn, các em chỉ cần hiểu như vậy thôi. Còn về định nghĩa thì các em có thể ghi, mình không nhớ từng câu từng chữ, nhưng mà mình hiểu rằng thế năng hấp dẫn của một vật bất kỳ trong trường hấp dẫn chính là bằng công để thực hiện di chuyển cái vật đó đi ra xa vô cùng để thoát khỏi cái trường hấp dẫn của cái vật đó. Em hiểu không? Ví dụ như chúng ta muốn đưa một cái vật thoát khỏi cái trường hấp dẫn của trái đất để trở thành vệ tinh, thì chúng ta sẽ hiểu đó là gì? Là chính là thế năng hấp dẫn của vật đó ở vị trí đó, chính là công để làm di chuyển cái vật đó từ vị trí đó chạy ra khỏi cái trường hấp dẫn của trái đất. Đúng không? Rồi, đó là chính là cái thế năng hấp dẫn. Ngược lại nếu chúng ta coi như là vật M lớn đặt trong trường hấp dẫn của M nhỏ, thì cũng coi như là thế năng hấp dẫn của vật M lớn này chính là công để dịch chuyển cái vật M lớn này ra xa khỏi cái trường hấp dẫn của vật M nhỏ. Đúng không? Đấy. Rồi, vậy là công tính như thế nào? Thì sách nó có gọi chữ này là điểm O, điểm này điểm C, và nó đi ra xa ở tận vô cực, vô cùng xa. Thì lúc này cái cường độ trường hấp dẫn nó bằng không nha.
ở những cái chỗ xa cường độ trường hấp dẫn do cái vật M này gây ra này sẽ coi như bằng không. Bây giờ thầy xét á, thầy xét thế năng hấp dẫn của cái điểm C nha, của vật đặt tại C trong trường hấp dẫn của M lớn, thì mình sẽ có nè, điểm này điểm C, thầy đặt điểm này như là điểm B, thì cái M khó là cong trên đoạn B BC chính là bằng gì? Bằng bằng MGHB trừ cho MG MGHB trừ cho MGHC chỉ bằng thế năng tại B trừ cho thế năng tại C. Đấy. Cong trên đoạn BC chính là bằng độ giảm thế năng, nghĩa là thế năng tại B trừ cho thế năng tại C. Cái này các em đã học ở chương trình lớp 10 đúng không? Và chúng ta có cái này. Mà khi mà thoát khỏi trường hấp dẫn của đất rồi đó, thì ở đây là ở điểm xa vô cực á, thì thế năng sẽ bằng không. Thế năng sẽ bằng không, thì mình coi như ở vị trí này gọi là mốc thế năng vậy. Em hiểu nó là mốc thế năng. Mốc này là mốc thế năng trong trường hấp dẫn ha. Chỗ này sẽ bằng trừ VKC. Thế năng tại B sẽ bằng không. Là điểm xa vô cùng nó sẽ bằng không. Sao nó bằng không? Thì cái VKC này gọi là thế năng tại điểm C nha. Trong đó chúng ta có VKC gọi là thế năng. Thế năng tại C. Chưa? Nhưng mà định nghĩa cái thế năng hấp dẫn của chúng ta là cái cong để thực hiện di chuyển từ C ra M ra B. Còn trường hợp này là cong từ B vào C, thì chúng ta sẽ có là cong để dịch chuyển từ điểm C ra xa vô cùng thì sẽ bằng thế năng tại C trừ cho thế năng tại vô cùng chính là tại B, thì nó sẽ bằng VKC. Tại vì thế năng tại B lúc này bằng không rồi, còn VKC bằng cái gì đây? Rõ ràng là mình phải thực hiện công, các em nhớ là thực hiện công chứ không phải là nó tự thực hiện, mình phải truyền công cho nó, mình phải thực hiện công bằng cách mình phóng, mình đặt bể phóng hay gì đó, mình phóng tên lửa lên hay phóng cái gì đó khỏi cái đất chúng ta, đặt bể phóng, mình phải thực hiện công chứ không phải nó tự thực hiện công, đúng không? Do đó là cái công này là công cản nha, thì lúc này sẽ bằng trừ M nhỏ này chưa, trừ M nhân G và nhân cho khoảng cách là R. Đây khoảng cách là R. Chưa? Mà cái G này bằng cái gì? Cái G này học ở bài trước đó, cái G này sẽ bằng G này nhân cho M của trường hấp dẫn. M này là gây ra trường hấp dẫn tại M nhỏ đó, chia cho R. Các em chú ý là cái mình đang xét ở đây là khoảng cách rất xa so với trái đất. Do đó cái R lớn này này rõ nhỏ hơn rất nhiều cái khoảng cách, nên mình sẽ như R. Thay vào đây các em sẽ có được là bằng trừ M nhân cho G nhân cho M lớn, chỗ này là R bình nhé, R bình này R thì còn lại R đấy chưa. Vậy tóm lại chúng ta có là thế năng tại C sẽ bằng trừ G nhân M nhỏ nhân M lớn chia cho R. Dấu trừ này mình chứng tỏ rằng đây là công thực hiện mà các em. Thế năng tại điểm C chính là công để dịch chuyển một vật từ cái điểm C ra xa vô cùng để thoát khỏi cái trường hấp dẫn của trái đất. Đó là định nghĩa của cái thế năng hấp dẫn nha. Công thức này. Trong đó thì các em đã biết rồi. M nhỏ là khối lượng của cái vật này, mà lớn là khối lượng của đây. R chính là khoảng cách nha. R chính là khoảng cách giữa hai vật. R khoảng cách giữa hai vật. Nếu mà R là khoảng cách giữa hai vật rồi thì mình coi như cái bán kính này nó không có đáng kể đâu nha. Mình tính lại đây, tại vì trong cái cường độ trường hấp dẫn á, mình tính bằng GM lớn trên R bình phương. Đáng lẽ là phải là R cộng H, H là khúc này. Nhưng mà mình đang xét ở đây á, là đối với trường hợp thế năng hấp dẫn á, thì chúng ta xét là nó ở vị trí rất xa, do đó cái R rất nhỏ với H thì em biết làm gần đúng ở đây nha. Đó này. R là khoảng cách giữa hai vật. G là hằng số hấp dẫn. Hằng số hấp dẫn. Được chưa?
Vậy cái tính chất của cái thế năng hấp dẫn là cái gì? Cái tính chất của nó, thế năng hấp dẫn đặc trưng cho cái năng lượng hả các em? Thế năng là năng lượng, các em tính ra đơn vị là joule nhé. Thế năng chính là năng lượng. À, năng lượng gì? Năng lượng tương tác lực hấp dẫn. Thế năng chính là năng lượng tương tác, năng lượng tương tác hấp dẫn nha, giữa hai vật. À, cái tính chất này. À, thế năng hấp dẫn, thầy viết tắt nha, thế năng hấp dẫn. Đặc trưng cho năng lượng, đặc trưng cho cái năng lượng tương tác hấp dẫn. À, giữa hai vật. Đặc trưng cho cái năng lượng tương tác hấp dẫn giữa hai vật. Giống như chúng ta muốn thoát ra khỏi bề mặt trái đất, chúng ta phải cần có một cái năng lượng, năng lượng đó phải thắng được cái công, nghĩa là năng lượng đó phải là phải thắng được gì các em? Thắng được cái năng lượng liên kết giữa hai vật. Mà năng lượng liên kết giữa hai vật này, đây là chính là tính chất của cái thế năng hấp dẫn, đúng không? Mình muốn nhảy lên hay là mình muốn bật lên cao thì chắc chắn mình phải thắng được cái thế năng hấp dẫn, thắng được cái thế năng hấp dẫn ha. Nghĩa là mình phải tạo ra một cái công để mình dịch chuyển, ha. Mình tạo ra một cái bệ phóng để mình phóng tên lửa lên để nó thoát khỏi trường hấp dẫn. Thì lúc này nó thoát ra khỏi trường hấp dẫn chính là cái thế năng hấp dẫn. Ví dụ như vật ở trên mặt đất thì đang có thế năng hấp dẫn tại mặt đất, thì để thoát ra khỏi thì chúng ta sẽ có thế năng hấp dẫn, chúng ta phải cung cấp một cái năng lượng bằng đúng thế năng hấp dẫn để cho vật đó sẽ bay ra khỏi cái trường hấp dẫn trên đất nha. Rồi tiếp theo chúng ta đi qua phần 3 là thế hấp dẫn. Nếu chúng ta lấy công thức ở số 1 các em, mình chia cho m nhỏ, sẽ cái đại lượng v kép c chia m nhỏ thì nó sẽ bằng trừ g nhân m lớn chia r. Đó, thì cái đại lượng các em thấy không, cái đại lượng này nó không phụ thuộc vào cái vật m nhỏ, mà nó chỉ phụ thuộc vào gì các em? Vào cái m lớn thôi, hay là phụ thuộc vào vị trí và của trong trường hấp dẫn của vật sinh ra trường hấp dẫn, đúng không? Nó phụ thuộc vào vị trí này. À, vậy là cái tỷ số v kép c trên m tại một điểm á, nó chỉ phụ thuộc vào vị trí của nó so với cái vật gây ra trường hấp dẫn thôi. Chưa? Yeah. Thì cái đại lượng này người ta gọi là thế hấp dẫn ha. V kép c trên m này, này. Và người ta đặt bằng cái hiệu này ha. Bằng cái hiệu này. Người ta đặt bằng cái hiệu này các em. Thì gọi là thế hấp dẫn. Thế hấp dẫn tại một điểm bất kỳ. Thế hấp dẫn tại một điểm bất kỳ đặt trong trường hấp dẫn của một vật có khối lượng m lớn gây ra là đại lượng đặc trưng cho khả năng tạo ra thế năng. Đặc trưng cho khả năng tạo ra thế năng. Muốn tính thế năng tại điểm đó thì các em chỉ cần lấy cái khối lượng ở vật đó nhân cho thế hấp dẫn thôi. Nghĩa là cái thế hấp dẫn này thực tế người ta đưa ra một khái niệm á, để mình hiểu rằng nó tạo ra những cái mặt đặng thế, nghĩa là những cái tất cả những cái điểm nằm trên một cái khối cầu có bán kính nè, thì nó sẽ có một cái thế hấp dẫn như nhau. Nên á, những cái vật mà có khối lượng đặt trên những cái mặt cầu như vậy á, thì nó sẽ có một cái thế năng như nhau. Chưa? Vậy thế năng hấp dẫn là một cái đại lượng đặc trưng cho khả năng tạo ra thế hấp dẫn, đặc trưng cho nó khả năng tạo ra thế hấp dẫn đặt tại điểm này, tại điểm đó ha. Vậy là mình sẽ ghi ra sau. Thế hấp dẫn tại điểm bất kỳ của một vật m lớn gây ra đó, đặc trưng cho khả năng tạo ra thế năng hấp dẫn. Tạo ra thế năng hấp dẫn. Thế hấp dẫn là đặc trưng cho khả năng tạo ra thế hấp dẫn tại một điểm. Tại một điểm trong trường hấp dẫn. Trong trường hấp dẫn. Chưa?
Do đó chúng ta sẽ có công thức là V kép bằng M nhân ra thế năng hấp dẫn. Thế năng hấp dẫn thì bằng khối lượng của vật đó nhân cho thế hấp dẫn. Đây, công thức này các em nắm cho thầy nha. Vậy là thế năng hấp dẫn nó sẽ đặc trưng cho khả năng tạo ra một cái thế hấp dẫn chứ. Thế hấp dẫn sẽ tạo ra khả năng tạo ra thế năng hấp dẫn tại một điểm trong cái trường hấp dẫn của một vật. Và lúc này thế năng hấp dẫn sẽ bằng khối lượng của cái vật đặt trong trường hấp dẫn nhân cho thế hấp dẫn. Còn cái đơn vị thì các em đã biết thế năng là năng lượng là joule nha. Còn cái đơn vị của thế hấp dẫn á, thì sẽ bằng joule trên kg. Đây, joule là trên kg. Rồi. Do đó các em có thể đọc cái phần em có biết này để chúng ta biết được cái mặt đẳng thế này. Mặt đẳng thế là gì? Những ví dụ chúng ta xét vị trí này, tất cả những cái vị trí mà đang cách cái vật có khối lượng m lớn à. Cụ thể là trái đất chúng ta đi. Tất cả những cái điểm nằm trên cao đang cách mặt đất một khoảng cách như nhau. Nó tạo thành một cái hình cầu đó các em. Thì cái mặt đó gọi là mặt đẳng thế. Trên những cái vị trí đó thì thế hấp dẫn đều như nhau. Mà thế hấp dẫn đều như nhau á, thì chúng ta sẽ đặt tất cả những cái vật có khối lượng m tại đây thì chúng ta sẽ có được cái thế năng hấp dẫn sẽ bằng nhau. Đó. Một là mình tính thế hấp dẫn tại một điểm ở bề mặt của trái đất và một điểm ở bề mặt của mặt trăng. À. Câu hỏi số 1. Đầu tiên thế hấp dẫn tại một điểm trên bề mặt trái đất trước thì ghi là phi 1. À, thì bằng cái gì? À, công thức chúng ta đã có rồi nè. Trừ G. À. Trừ G nhân cho M của trái đất chia cho R. R chính là rồi lúc này chính là cái khoảng là bán kính trái đất luôn đó các. R là bằng 6,68 nhân 10 mũ trừ 11. Khối lượng trái đất là bằng 6 nhân 10 mũ 24 kg. Vì bán kính trái đất là 6.400 km. Đô la mét luôn. Rồi em tính ra năng thế hấp dẫn. À, thế hấp dẫn đơn vị đó là joule trên kg nha. Thì em bấm ra được khoảng 62,625 nhân 10 mũ 6 joule trên kg. Đấy. Vậy là những cái điểm nằm trên bề mặt của trái đất chúng ta sẽ có một cái thế hấp dẫn như đây. Tiếp theo, ở mặt trăng là trừ G nhân M mặt trăng chia R mặt trăng. Trừ 6,68 nhân 10 mũ trừ 11. Cái khối lượng của mặt trăng, khối lượng mặt trăng là khoảng là 7,37 nhân 10 mũ 22 kg. Chia bán kính mặt trăng, nó nhỏ hơn bán kính trái đất là khoảng 3,7 lần. Em lấy 6.400 chia cho 3,7, nó sẽ ra khoảng là 1737,4 nhân 10 mũ 3 mét. Nhớ là đây là 1737,4 km, đổi ra mét là nhân ngàn luôn nha. Em tính ra khoảng là bằng 2,87 nhân 10 mũ 6 joule trên kg. Đó, thế hấp dẫn. Mình so sánh cái thế hấp dẫn do trái đất và mặt trăng gây ra tại trung điểm của đường nối tâm trái đất và tâm của mặt trăng. Thì tại trung điểm thì cái khoảng cách nó như nhau rồi. Thì các em chú ý là nó chỉ phụ thuộc vào khối lượng của mặt trăng và khối lượng trái đất thôi. Do đó để mình so sánh thì lập tỷ số đi. Mình lập cái tỷ số phi 1 trên phi 2 đi. Tại trung điểm thì khoảng cách r bằng nhau, do đó mình sẽ lập tỷ số phi 1 trên phi 2 thì g cứ g thì nó sẽ bằng m lớn trên m nhỏ thôi. Đấy. Chưa? M lớn trên m nhỏ kìa. Mà m lớn thì bằng 6 nhân cho 10 mũ 24 chia cho m nhỏ là 7,37 nhân 10 mũ 22. Thì em tính ra nó khoảng là 81 lần. Tại trung điểm á các em, tại trung điểm. Đây chúng ta có trái đất này, mặt trăng là trung điểm này.
khoảng cách nó như nhau rồi. Vậy là cái thế hấp dẫn tại điểm này là chạy trung điểm này, nó phụ thuộc vào khối lượng của hai vật thôi, nên tỷ số nó sẽ phụ thuộc vào này. Bấm ra chính xác là 81.3, 3 lần. Bây giờ mình chứng tỏ cái đơn vị của thế hấp dẫn là mét bình trên dây bình. Còn ngoài thế hấp dẫn đơn vị nó là joule trên kg, đúng không? Bây giờ mình chứng minh nó là gì? Mét bình trên dây bình. Joule là năng lượng, có mét trên dây thì mình nghĩ tới vận tốc nha. Thì thầy có nè, chúng ta biết động năng á thì bằng 1/2 mv bình, đúng không? Do đó cái đơn vị của động năng á, chia ra đơn vị của động năng chính là kg nhân cho mét bình trên dây bình, chưa, chính là bằng joule. Tại vì động năng cái đơn vị nó là kg nhân mét bình trên dây bình, có đơn vị là joule, là một joule. Cứ 1 kg nhân 1 mét bình trên dây bình sẽ là 1 joule. Từ đó mình suy ra 1 joule trên cho kg, nghĩa là chia 2 với kg, thì nó sẽ có đơn vị tương ứng là mét bình chia dây bình. 1 joule trên kg bằng 1 mét bình trên dây bình. Mình liên hệ với cái năng lượng là động năng nha, động năng. Tất nhiên là các em có thể tìm cái đơn vị của thế hấp dẫn từ công thức này cũng được. Trừ G, M trên R. Đó. G đơn vị là gì? Đó. Có thể tính ra. G là Newton nhân mét bình. Okay. Newton nhân mét bình trên kg bình. Rồi. Như lúc mình hay quên á, thì mình nhớ công thức F này, bằng gm nhỏ nhân m lớn chia r bình. Vậy g sẽ là newton nhân mét bình chia kg bình, ha, thế là g đó. Sau đó nhân cho m, chỗ này là kg, rồi chia r là mét. Rồi chúng ta khử kg đi, thì nó sẽ bằng là newton trên kg nhân cho mét, ha. Mà các em thấy rằng á, từ công thức là gì? F bằng MA. Nên thầy suy ra được cái A này này. Newton trên kg chính là bằng gia tốc. Newton trên kg á, mà Newton trên kg chính là gia tốc. Mà gia tốc chính là bằng mét trên dây bình phương. Vậy đó mình ráp vào đây. Newton trên kg chính là mét trên dây bình phương. Nhân cho mét nữa thì nó sẽ bằng mét bình trên dây bình. Đó. Chúng ta có thể dẫn là từ công thức này cũng được nha. Chúng ta đi qua phần 4 là chuyển động của vệ tinh địa tĩnh. Chưa? Các em biết rằng các vệ tinh của trái đất chúng ta nó không chuyển động theo quỹ đạo bất kỳ, mà nó phải chuyển động theo những quỹ đạo xác định. Tùy thuộc vào chức năng của chúng mà cái độ cao so với mặt đất của chúng sẽ khác nhau. Thì các em thấy rằng cái quỹ đạo địa tĩnh là quỹ đạo ngay phía trên cái đường xích đạo luôn. Ở cái vĩ độ là 0 độ trên đường xích đạo của trái đất đó các em. Đường xích đạo trái đất. Nó quay xung quanh nè. Khi mà cái vệ tinh địa tĩnh nó quay á, thì cái chu kỳ quay của nó cũng bằng chu kỳ quay trái đất. Thì người ta gọi là vệ tinh địa tĩnh. Chu kỳ quay nó là 24 giờ, trùng với chu kỳ quay trái đất luôn. Vì thế mà nó cho phép vệ tinh địa tĩnh có thể nhìn thấy được một khu vực trên bề mặt của trái đất của chúng ta theo một cái thời gian thực đấy nha. Nhờ đó mà nhờ cái vệ tinh sự tiến bộ nhanh chóng khoa học mà từ lâu con người đã đưa ra biết đưa vệ tinh nhân tạo lên trên vũ trụ để phục vụ nhân loại với các mục đích khác nhau, như là dùng trong thông tin liên lạc, thông tin vũ trụ, có thể phục vụ cho định vị GPS, đó là một số cái công dụng của nó. Vậy làm sao để chúng ta biết được
là những cái vệ tinh đó nó đang ở bay trên không trung như vậy với tốc độ như thế nào. Thì trong vật lý người ta phân ra 3 cấp độ. Thứ nhất là tốc độ vũ trụ cấp 1, nghĩa là vệ tinh này nó đang bay với vận tốc V này. Với tốc độ vũ trụ cấp 1 thì dẫn đến là cái vệ tinh nó chuyển động tròn quanh trái đất của chúng ta. Để tính được cái tốc độ vũ trụ vệ tinh ở vĩ đạo này thì chúng ta sẽ áp dụng công thức định luật hai Newton. Lực hấp dẫn sẽ bằng lực hướng tâm. Nếu mà lực hấp dẫn bằng lực hướng tâm thì vật sẽ chuyển động theo vĩ đạo tròn xung quanh trái đất này. Mà lực hấp dẫn thì bằng tính bằng công thức hằng số hấp dẫn nhân khối lượng của vật hay là khối lượng vệ tinh nhân khối lượng trái đất chia cho khoảng cách bình phương. R này khoảng cách giữa vệ tinh và tâm trái đất. Bằng lực hướng tâm thì bằng khối lượng nhân gia tốc hướng tâm. Các anh nhớ lại, gia tốc hướng tâm thì bằng tốc độ dài bình phương và tốc độ vệ tinh đó chia cho bán kính là khoảng cách. Hoặc là bằng tốc độ góc bình phương nhân bán kính. Đấy. Ở đây chúng ta đưa về tốc độ dài bình phương để chúng ta tính được tốc độ vũ trụ cấp 1 chia R. Đến đây mình sẽ chia 2 vế cho M và nhân 2 vế cho R. Rút V bình phương ra thì sẽ bằng G nhân M trái đất chia R. Lấy căn lên sẽ bằng căn của G nhân M trái đất chia R. Nếu chúng ta gọi V1 là tốc độ, mình gọi V1 để mình ký hiệu với tốc độ khác thôi. Gọi V1 là tốc độ của vệ tinh trên vĩ đạo tròn thì lúc này lực hấp dẫn nó bằng lực hướng tâm. Chúng ta sẽ có V1 sẽ bằng căn bậc 2 của G M trái đất chia cho R. R. Nha. Tổng quát là R này các em. R. Bằng G nhân R. Tại sao lại bằng G nhân R? Tại vì chúng ta có cường độ trường hấp dẫn ở vị trí này là bằng G nha, nhân cho M lớn chia R bình phương. Do đó chúng ta sẽ thay vào đây là sẽ thay vào như sau. V1 bằng căn của thầy sẽ làm thành gì? G nhân M trái đất chia R bình phương thì thầy nhân lại cho R. Lúc này G M trái đất chia R bình phương chính là bằng cường độ trường hấp dẫn, mình sẽ bằng căn của G nhân R. Đó. Trong trường hợp này mình hiểu R chính là đây, tôi để đây nha các em. R là đây này. Chứ không phải R là bán kính trái đất. Chúng ta có tốc độ vũ trụ cấp 1 là V1 bằng căn của G nhân R. Ví dụ như nếu mà ở độ cao h thì các em sẽ có được nó bằng căn của G ở độ cao h nha, nhân cho R nhỏ chính là bằng R cộng h, đúng không? Còn nếu mà trên mặt đất thì chúng ta sẽ có G ở mặt đất thì nhân R ở mặt đất nha. Có nghĩa là mình hiểu rằng tốc độ vũ trụ cấp 1 là tốc độ của một vật mà nó có thể chuyển động theo vĩ đạo tròn gần cái bề mặt của một hành tinh, cụ thể là trái đất chẳng hạn, mà không bị rơi xuống nha, không bị rơi xuống, nó cứ quay tròn xung quanh như thế với cái tốc độ này. Bây giờ thầy có thể để tính này, căn của G của đất ấy, coi như mình coi như G của đất là khoảng 9,8 ha, 9,8 khoảng 9,8 đó các em, 9,8 mét trên dây bình phương trên mặt đất. Nếu thì R này các em thay vào bán kính trái đất là 6400 đưa ra mét thêm 3 số 0 nữa ha. Em tính cái con số này căn của 9,8 6400 đấy. Đây là mét trên giây nha, mình chia ngàn để ra km trên giây. Thì nó khoảng 7,9 ha. 7,9 km trên giây. Đây. Tốc độ vũ trụ cấp 1 các em ha, tính ra khoảng 7,9 km trên 1 giây. Đây chính là tốc độ vũ trụ cấp 1. Với tốc độ này thì những cái vật nó sẽ chuyển động tròn quanh trái đất của chúng ta. Tiếp theo chúng ta tương tự chúng ta đi qua tốc độ vũ trụ cấp 2 và cấp 3 thì nó sẽ là tốc độ nó sẽ lớn hơn. Thì các em quan sát ở đây, cái luật bảo toàn cái phần này em có biết thôi nha, mình đọc thêm thôi. Ở đây nó chỉ đưa ra cho ta tốc độ vũ trụ cấp 1 thôi. Còn nếu với vĩ độ mà tốc độ cao hơn là khoảng 11,2 thì nó chuyển động theo vĩ đạo elip nha, xung quanh
là tốc độ tối thiểu để vượt qua trường hấp dẫn trái đất để quay xung quanh mặt trời với quỹ đạo elip, nghĩa là thoát khỏi trường hấp dẫn trái đất rồi. À, còn với tốc độ vũ trụ cấp 3 thì nó quá lớn thế này, nó thoát khỏi trường hấp dẫn của mặt trời luôn. Đó, khỏi trường hấp dẫn mặt trời. Thì người ta tính ra dựa vào những công thức ở phía dưới này các em. Tính ra này. Chúng ta theo luật bảo toàn cơ năng thì cơ năng toàn phần tại vị trí phóng á bằng cơ năng toàn phần của vật khi ở đang độ cao, không? Để bảo toàn cơ năng thì cơ năng ở vị trí phóng nó sẽ bằng cơ năng ở quỹ đạo. Mà cơ năng ở vị trí phóng này các em, 1 phần 2 mv một bình chính là cái vị trí phóng, trừ cho g m nhỏ m đất, đấy, trừ cho cái này. Tại vì cơ năng á ở vị trí phóng thì bằng động năng cộng thế năng. À, bằng động năng cộng thế năng kia. À, động năng ở đây là 1 phần 2 mv bình, v một bình chính là cái động năng ở cái vị trí phóng với vận tốc v1 trừ g m nhỏ m đất trên r chính là thế năng ở vị trí phóng. Thế năng thì bằng thế năng này các em đã học rồi, thế năng nãy mình học thế năng hấp dẫn đó, thì bằng trừ chính là cái năng lượng, chính là công để dịch chuyển từ vật ở mặt đất ra thoát ra khỏi trường hấp dẫn nha. Bằng đây là động năng, cái gì động năng ở cái vĩ đạo cộng với thế năng ở vĩ đạo, lúc này là r nhỏ chính là khoảng cách từ cái vật đó đến tâm trái đất, còn r này chính là bán kính trái đất nha. Rồi đến đây mình chuyển quế qua, đây. Rồi đến đây thầy sẽ rút gọn ha. 1 phần 2 mv một bình. Vế này chúng ta biết lại nè. Cái vế 1 phần 2 mv bình thì các em chú ý mv bình này. Mv bình chính là bằng cái này. Đây. Tại vì cái này là chúng ta biết rằng lực hấp dẫn thì bằng lực hướng tâm. Lực hướng tâm thì chúng ta có mv bình trên r thì bằng lực hấp dẫn g nhân m nhỏ nhân m đấy đất chia r bình phương. Do đó thầy sẽ nhân hai với cho r, bên này sẽ còn m với bình, bên này sẽ mất cái r với mẫu, ra được chỗ này đáp vào đây. Chờ. Mà cái này mà đi trừ cái này thì còn âm, âm 1 phần 2 của cái này, sau đó cái này chuyển qua thành cộng, chúng ta sẽ là thành sau đó nhân 2 lên nha. Để thầy biến đổi chỗ này qua, đổi chỗ này một xíu ha. Chỗ này chúng ta sẽ có là 1 phần 2 m v một bình. Bây giờ mình chuyển cái này qua đây thì sẽ cần là g m nhỏ m trái đất chia r. Chỗ này 1 phần 2 mà trừ cho 1 thì còn trừ 1 phần 2 g m nhỏ m trái đất chia r. Bây giờ sau đó nhân 2 lên, sau đó chia m luôn, chia m trước đi ha, chia m sau đó nhân 2 lên thì ra được về một bình sẽ bằng nhân 2 lên đây, từ nhân 2 sau. Ở đây là có m g cho m đấy đất, đặt g m đấy đất là chung, g nhân m đấy đất là chung. Yeah. Thì nó sẽ còn lại là gì? 1 trên r lớn trừ cho 1 phần 2 r nhỏ. Đó, 1 phần 2 r nhỏ. Sau đó nhân 2 lên thì lúc là được v một bình sẽ bằng 2. 2 đưa vào trong đây cũng được, thì g nhân m đấy đất. Cái này sẽ là 2 trên r. 2 nhân vào đây thì mất số 2 với mẫu, còn 1 trên r nhỏ. Bỏ cái bình này lấy căn lên. Đó thì em ra được cái v này nha. Là căn của g m đất trên này. Khi mà bay gần trái đất là chúng ta thấy rằng r nhỏ nó sắp xỉ bằng r. Nên 2 trên r trừ cho 1 trên r thì bằng 1 trên r. 1 trên r nếu bay gần trái đất, 1 trên r. Thì em sẽ ra được v1 chính là tốc độ vũ trụ cấp 1. Căn bậc 2 g m đất trên r bay gần trái đất. Bay gần trái đất thì chúng ta tính sắp xỉ ra cái tốc độ vũ trụ cấp 1 là 7,9 á km/giây các em. Còn nếu mà nó bay quá cao đi, bay quá cao thì dẫn đến là 2 trên r này nó rất là lớn so với 1 trên r.
Tại vì các em thấy là vá cao thì R lớn này, R này nó rất là lớn so với R nhỏ. R này rất lớn so với R nhỏ. Do đó 1 trên R nó sẽ về 0. 1 trên R này sắp xỉ bằng 0. Tại vì cái R này quá lớn thì nó sắp xỉ bằng 0. Do đó là 2 trên R này nó sẽ lớn hơn rất là nhiều so với 1 trên R. Mà lớn hơn rất nhiều như vậy á, thì mình coi như là thành gì luôn. Mình bỏ phía sau luôn. Bỏ cái đuôi luôn. Bỏ cái đuôi này luôn. Thì nó còn lại là GM trái đất 2 trên R. Đây. GM trái đất 2 trên R. Đấy. Thì mình sẽ có được GM trái đất trên R chính là bằng G nhỏ nhân R lớn rồi. Còn số 2 viết lại. Thì em thấy là tốc độ vũ trụ cấp 2 chính là 2 lần cái này. Được chưa? 2 lần cái này. Thì mình thay số vô mình tính thôi. Mình thay số những yếu tố như R trên trái đất này. Thay vô. Và trái đất này, G trên mặt đất này thay vào nhân 2 lên thì có con số nó ra được 11.2. Chính là tốc độ vũ trụ cấp 2. Nha. Đấy. Cái phần này là em có biết thì mình có thể nghĩ là các em nên đọc thêm thôi. Còn chú ý là chúng ta tập trung vào tốc độ vũ trụ cấp 1. Đó. Gây bay gần trái đất của chúng ta. Rồi chúng ta đã hoàn thành cái bài học này. Thì cảm ơn các em theo dõi video này nhé. Mến chào các em.